cận thị theo, gia đình quốc dân hay là hệ quả từ sự thổi phồng của giới rần chủ. Ngày 5 tháng 5 năm 2021, Tòa án Nhân dân tỉnh Hòa Bình đã tiến hành xét xử sơ thẩm và tuyên phạt tổng cộng 16 năm tù. 6 năm quản chế được chia đều đối với hai mẹ con Cận Thị Thêu và Trịnh Bá Tư về tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Điều 117 Bộ Luật Hình sự 2015 liên quan tới phiên tòa từ trước. Trong và sau khi diễn ra đã được một số báo đài phản động như RFA, DCC và truyền thông của số rừng chủ đặc biệt quan tâm, vẫn với những luận điệu kêu gọi sự hưởng ứng, yêu cầu trả tự do cho mẹ con nhà này. Đáng chú ý, hình ảnh Cận Thị Thêu và gia đình cùng những phát ngôn trước đó đã được các rừng chủ tô vẽ, thổi phồng bằng những gia đình quốc dân, gia đình dân oan, người nông dân giữ đất. Dõi theo những luận điệu, truyền thông bẩn của giới rừng chủ có thể thấy, việc một gia đình mà có tới 4 người từng ra tù vào tội như gia đình Cận Thị Thêu dường như là một hệ quả của việc ảo tưởng, sống trong sự tung hô của số rừng chủ này. Gia đình Cận Thị Thêu vốn xuất phát từ những khiếu kiện đơn thuần liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất, đã được các cơ quan chức năng các cấp giải quyết hết thẩm quyền. Tuy nhiên, từ năm 2013 cùng với việc phát triển nở rộ của phong trào dân chủ trong nước, việc Cận Thị Thêu cùng một số công dân khiếu kiện phường Dương Nội Hà Đông tụ tập tuần hành, biểu tình đã được số dân chủ móc nối, hậu thuẫn tài trợ, dần hướng lại đồng khiếu kiện trở thành những hoạt động chống đảng, nhà nước. Để rồi vợ chồng Cận Thị Thêu, Trịnh Bá Khiêm đã bị trả giá bằng bản án 15 tháng tù về tội chống người thi hành công vụ năm 2014. Cận Thị Thêu tiếp tục chịu phạt 20 tháng tù về tội gây rối trật tự công cộng năm 2016. Trở trêu hơn, từ sau khi Cận Thị Thêu, Trịnh Bá Khiêm đi tù, cũng chính là bước ngoặt để rồi hai con mình là Trịnh Bá Phương, Trịnh Bá Tư đã được số rừng chủ chăn dắt, hỗ trợ hậu thuẫn, xây dựng để trở thành ngọn cờ trong số công dân khiếu kiện dân nội cũng như trong giới rừng chủ. Còn nhớ những năm 2014-2015, Trịnh Bá Phương, Trịnh Bá Tư cùng nhóm công dân khiếu kiện dân nội đã được các hội, nhóm cựu lệ dân oan của Mai Xuân Dũng, Phan Cẩm Hường, cơm dân oan của Mai Phương Thảo, Mai Tuyệt Thanh, hội bầu bí tương thân của Nguyễn Tường Thùy, hỗ trợ nhiệt tình thông qua việc phát cơm, nước miễn phí trong các lần đi khiếu kiện hàng tuần. Cùng đó là việc tài trợ vô số tiền bạc thông qua các hội, nhóm trái phép được số rừng chủ lập ra, hỗ trợ về truyền thông, pháp lý với những lời hứa hẹn hảo huyền khi trông chờ sự trợ giúp của các đại sứ quán, tổ chức nhân quyền quốc tế. Qua đó Trịnh Bá Phương, Trịnh Bá Tư dần dần đã trở thành những tay rừng chủ lúc nào chẳng hay. Thay vì tập trung vào khiếu kiện của mình, Phương, Tư đã dấn thân vào các hoạt động mang màu sắc chính trị cùng số rừng chủ, như các hoạt động tụ tập biểu tình, tuyên truyền xuyên tạc, ngông cuồng, thách thức pháp luật, để rồi phải trả giá bằng việc cả ba mẹ con cùng bị bắt như hiện nay. Với đám rần chủ thì gia đình Cận Thị Thêu được tung hô như một gia đình quốc dân. Tuy nhiên, để dẫn tới kết cục như hiện nay suy cho cùng gia đình Cận Thị Thêu chính là hệ quả từ chính sự tung hô này của những rần chủ. Từ một gia đình bình thường, dần trở thành những kẻ chống đối quyết liệt, coi thường pháp luật, để rồi cả gia đình cùng bị trừng trị trước pháp luật cũng là điều được dự báo từ trước.